ca thành phố Hồ Chí Minh. Thì vừa thì có cung cấp cái máy gia nhiệt cũng cần cho Pháp ở Hải Dương. Cũng như anh em ở đấy họ giới thiệu chứ là anh em ở đây gia đình nó lớn. Có liên lạc đôi lần ở hộ để ra đây gặp cùng anh em. Thì buổi hôm nay thì nếu mình muốn giới thiệu cái máy gia nhiệt trung cần, mình tháo lắp cái phòng bi ở cả máy lớn. Các cúp linh hoặc là các cái cốc nối hoặc là cái inner ring. Thì mình sẽ đi lướt thật nhanh để anh em lướt qua cái để xem anh làm anh có thể dùng dừng bất cứ lúc nào để anh em hỏi. Thì mục đích của chúng ta cái công suất này thì máy này nó ra nhiệt được cho cả hầu hết tất cả các vật liệu inox, nhôm, đồng, titan, đương nhiên sắt của gia đình. Cái vật liệu mà nào nam châm hít được thì nó sẽ ra nhiệt hết. Thì thằng này nó ra nhiệt được cho cả cái vật liệu không có tự nhiên. Rồi nhôm thì nó là trời hết. Trời hết, nhôm, nhôm mới là khó, nhôm mới là khó. Mà nhôm bây giờ cái này nó thế hệ cực kỳ, thế hệ mới nhất bây giờ, tức là nó mới đi hãng bê tách, nó mới chính thức công bố vào tháng 7 năm ngoái. Tháng 7 năm ngoái, thì sau đó xong cái thì Bình Sơn ở nhà máy lọc dầu Bình Sơn nên mua ngay cái đầu tiên, mình gọi là cái đầu tiên ở Việt Nam là Bình Sơn rồi. Sau đó một vài cái được ký được bên trong Sài Gòn, chúng tôi sở họ chuyên gia công. Và sau đó cái thứ ba là cái cho họ phát ở ngoài Hải Dương. Đấy. Ứng dụng của nó thì rất là nhiều, vừa gắn vào vừa tháo ra. Nhưng mà mình thấy là rõ ràng là đơn giản là cái bộ máy này nó là chỉ là cái bộ phát tần số thôi. Nó phát tần số vào trong cái đường dây của mình nhé. Và nó thay đổi tần số trong một cái chu kỳ nào đó. Thì mỗi một loại vật liệu khác nhau thì cái máy nó tự phát hiện xem khi mình đã quấn cái dây nó vào cái gì. Để nó chọn ra cái giải tần số và nó thay đổi thế nào nó làm nóng lên. Thì nó nóng thì nóng đều từ trong nó ra. Từ trong ngoài luôn, còn phương pháp mà mình nhiệt cò, phương pháp mình bỏ vào dầu thì là nó sẽ nóng, thì phương pháp truyền nhiệt. Những dao động của màn tinh thể kim loại nó truyền nhiệt dần thì nhiệt. Cái này nó nóng đều từ trong, nhưng nên là nó hơi khác với nguyên lý của cái lò vi ba, nó không hẳn là những cái lò vi ba, chắc nó cũng kiểu như thế. Đây vật liệu thì cái máy gia nhiệt trung tần này đối với vật liệu mà sắt từ tính bình thường, vòng bi bình thường thì là tốc độ gia nhiệt cao nhất, vì nó có từ tính, cho nên là tốc độ gia nhiệt cực cao. Thì theo công suất của cái máy và cái đường kính, độ dày và trọng lượng của cái vòng bi hay cái bánh răng mà mình gia nhiệt mất bao lâu, thì gia nhiệt mặc định của máy thì nó gia nhiệt maximum lên được 300 độ C. Trường hợp mà mình muốn gia nhiệt cao hơn thì mình họ phải thay đổi toàn bộ ốc thân, bởi vì cái vật liệu khi mà mình cái dây mình quấn nó không phải chịu được, khi mà mình gia nhiệt thì cái dây nó không có nóng mà có thể nó nóng. Thế nhưng mà dù sao thì nó mình quấn thì nó cũng vẫn có tiếp xúc, cho nên là cái vật liệu đối với trên 300 độ C thì mình cũng phải yêu cầu riêng, áng phải chế riêng, rồi nói chung là nhiều thứ nó sẽ kéo theo nhiệt độ. Trong gần với một dây là tối đa 300 độ. Và trong đối với cái loại máy này. Nhưng mà nếu mà mình muốn cần hơn trong một vài cái tình huống đặc biệt nào đó thì họ sẽ để ra nhiệt tim, họ ra công riêng cho mình. Nói chung nó nói làm giảm ở đây thì đại khái ai để ý thì là gia nhiệt vào một dây thì nó không có giống như là gia nhiệt của phương pháp cổ điển, tức là nó không có nguy hiểm đến quá trình ăn vào đâu, thì đương nhiên máy gia nhiệt của dây nó tốt hơn, nó không gây ra biến tính của vật liệu, bởi vì mình kiểm soát được nhiệt độ, mình kiểm soát được thời gian gia nhiệt, mình kiểm soát được cái chu trình gia nhiệt, tức là mình có thể đạt được cho cái máy mình có thể đạt được là gia nhiệt trong vòng từ 1 phút đến 2 phút thì tốc độ gia nhiệt độ tăng lên khoảng bao nhiêu, từ 2 phút trở đi thì tốc độ tăng nhiệt độ lên bao nhiêu, tức là gia nhiệt theo một cái chu trình mình đặt ra thì cái máy nó làm được. Còn cái gia nhiệt theo phương pháp cổ điển thì mình không làm được cái đấy. Gia nhiệt bằng một dây thì nó sẽ không gây ra tình trạng là máy bụi gì,
tiện hơn, tự nhiên là tiền nó cũng nhiều hơn. Bảo tùy theo cấu hình, nhưng mà như cái của ngoài Hòa Phát ở ngoài Hải Dương thì bên mình bán cái dạng là dạng như là bán giới thiệu ấy, thì nó cái giá của Hòa Phát rồi cấu hình đơn giản nhất nó khoảng 1 tỷ 1, nhưng mà cái giá là cái giá bán là như là bán để mua marketing ấy, anh nhớ, để mọi người dùng biết rồi mọi, tại vì nó mới quá nên ít người biết, nên là mình bán để khi người dùng nhiều lên thì người ta sẽ thấy cái hữu ích của nó, đó là cái mục đích của mình. Nhưng mà bình thường mình bán cho cái chỗ Bình Sơn hả, Bình Sơn họ là người đề xuất luôn, cái máy này của anh Giang này thì với cái đường kính cảm như là với cái ca trọng của vi này thì kính lớn nhất là được chứ bao nhiêu, nó có cái giải làm việc không? Có chưa, nó là như thế này, thực ra thì về cái cuốn một dây, cái dây cuốn dây này khi cuốn bên trong ấy, cái lòng trong nó thì nó cuốn tối thiểu 13 vòng, và cái cuốn dây đường kính nó khoảng hai phi 20 hoặc 25 30, phi nó cũng cỡ bằng gần với nắp chai này. Chạy vì cái dây nên là nó sẽ có cái bán kim cong, anh chỉ cuộn lại được cái bán kim cong nhất là nhỏ hơn, anh cuộn không thể cuộn nhỏ hơn được, nên là nó sẽ có cái đó. Như vậy thì đối với cuộn dây thì nó 2-3 loại dây, thì tùy theo loại dây, nhưng mà được cái dây nhỏ nhất thì nó có dây nó có loại to loại nhỏ tùy theo, thì nó có 2-3 size. Thì anh em cũng có đem vào đây cái nhỏ, cái cầm tay, cái cầm tay thì đương nhiên là cái gì cầm được trên tay thì nó rất là nhỏ. Cái dây nó cũng vậy thôi. Dây nhỏ hơn, dây nhỏ, cái dây nhỏ hơn, dây này thế nào chịu nhiệt? Cái này chịu nhiệt được 600. 600 được rồi. Nó làm được gì? Này thì chịu vuông. Nằm ngoài này. Đúng rồi. Không biết à? Không nghe. Anh ấy đừng rũ, đừng rũ quanh đây. Bởi vì cái lớp ngoài cùng này nó chịu nhiệt này của Đức. Cái dây thành Đức nó sản xuất cái vỏ này. Bên trong nó một lớp nữa là lớp sợi thịt đi. Ở trong cùng nó mới là cái lõi dây đồng, và cái dây đồng của điện của mình thì thường đâu chắc là hợp kim gì đấy mình cũng biết, để nó có thể truyền tải cái tần số được. Trên cái dây này rất là mềm, nó mềm thế mà cái dây lớn kia, cái dây của cái máy lớn thì nó cũng mềm như thế này, nhưng mà cái dây nó to hơn, cỡ hơn nó cái gì, nó có cái dây của con tay mình thôi. Như vậy thì mình cuộn lại chắc vì nó có bán kim cong nhất định thôi, thế nên là cái đường kính nó rất là nhỏ. Nhưng mà đối với các phòng vi nhỏ là cái năng của ra không ai được cái nhỏ dùng cái máy giải nhiệt của vi cái nó nhanh hơn nhiều. Cái này chỉ là đối với giải nhiệt của cái bánh răng lớn, đúng không? Tháo một bánh răng lớn là khoảng chục, cần tháo một cái mũ ly lớn là một khối của vi, hoặc là cần tháo một cái ca trong của bóng vi cán được kính nó đâu đấy khoảng 200-300 thì đấy tháo ra thì nó dùng cái này rất là hiệu quả. Nhưng mà ý hỏi anh là nó cũng phải có một cái giải nào đấy đúng không? Đúng không? Còn là chi sẽ đặt được cái kính bánh răng nó cũng trả cho tháo một bánh răng khoảng chục nhé. Kính bánh răng nó phải đến tầm nào thôi thì giới hạn đến giới hạn đấy, thì làm sao bánh răng lớn quá nó có thể giá nhiệt được. Miễn làm sao mình quấn được cái dây, nó sẽ có dây 20m, 25m, 30m. Khi mình quấn xong quanh nó thì nó là cái dây chiều dài nó sẽ tương ứng với chu vi. Chu vi như anh quấn tốt thì bao vào chu vi chia ra thì hồ nó ra cái đường kính này, thấy không? Nên trường hợp mà cái đường kính nó vượt lên như 2m, ví dụ như 3m, đường kính lên 3m mình phải quấn 3 vòng, đường kính lên 3m là nó dài, nó dây phải nối dây ra, thì nó có thiết bị để cho anh nối, trong trường hợp nó công suất phải đủ lớn, bởi vì nó truyền nhiệt vào. Nhưng mà thôi, chúng ta quấn mà quấn xung quanh này thì cái đường tăng thì vuông không? Có rất là nhiều cái kỹ năng về mặt cuốn dây như thế nào, cuốn dây vào vật thể như thế nào, cần ra nhiệt ở chỗ nào, tập trung ở chỗ nào thì cái đó nó tương đối là phức tạp. Thì lúc mà chuyển giao như rồi mình chỉ ra mình đưa ra một vài cái tình huống nhất định thôi. Nhưng thực ra thì trong quá trình sản xuất nó có rất nhiều tình huống mà mình không thể biết được. Thì mình chỉ ví dụ như mình làm ra thì mình giới thiệu những tình huống cơ bản nhất. Chứ còn khoảng chừng một tháng sau mình quay lại là phải học lại anh em mới được. Vì anh em làm cũng có nhiều bài toán hơn, anh em giải nhiều bài toán hơn mình nhiều. Thì nó có máy hai người có 3 thế hệ máy, cái thế hệ này cái thế hệ nó chỉ có 2 công suất là 22kW và 4 thôi. Loại nhỏ như này thì 22 và lớn như này là 44. Thì đối với cái thế hệ đầu tiên là thế hệ 2.0 thì nó chỉ ra nhiệt cho vật liệu có tự tính thôi, tức là sắt thôi, ferrous thôi. Còn nếu như mà nó không có tự tính là không ra nhiệt được. Đây là cái hệ đầu tiên nó đã sản xuất được cả hơn chục năm rồi, cái mô hình nó đã ra hơn chục năm rồi, và nó có
một kênh nhiệt độ thôi, nó kiểm soát một điểm nhiệt độ thôi. Sau này nó ra những cái hệ sau là cái hệ 3.0. Và nó không là báo anh Nam em báo rồi anh Nam bảo em đi. 3.0 thì nó ra nhiệt được cho cả hầu hết các loại vật liệu nhôm, đồng, sắt, titan, solid steel và super duplex. Super duplex là một loại vật liệu đặc biệt cho ngành dầu khí, là nó không chống cavitation, chống xâm lược, chống ăn mòn hóa chất, chống ăn mòn nước biển, và nó lại không có tử tinh là bên mình sơn phải. Nên các anh mà muốn cần mà coi cái máy lớn đó thì phải sang bên mình sơn thì rất là dễ. Mình bên mình sơn thì chắc là nhà máy đồng bằng sơn thì chắc cũng dễ để tham khảo. Máy thì nó có rất là nhiều các tính năng, như một lát mình sẽ đi chi tiết hơn nên về liên kết mình sẽ gửi lại các anh em tài liệu để anh em có thể đọc lại sau nhé. Nghĩ rất nhanh cái này. Thằng VTEC này nó cũng hơi buồn cười ở chỗ là nó ra cái model cái thế hệ 2.0 rồi nó ra thế hệ 3.0 xong rồi nó bẻ cua lại thì ra thế hệ là thế hệ 2.5 là 2.5 thì nó khác nhau với cái hàng kia là 2.5 thì nó không ra nhiệt được cho vật liệu phi tử tính, nhưng mà nó hơn thằng 2.0 ở chỗ là nó kiểm soát hai kênh nhiệt độ và nó ra nhiệt được theo chu trình. Cái thằng 1 không ra nhiệt được theo chu trình. Thằng 2.0 từ 2.5 trở đi này nó có thể kết nối với nhau trong một cái mạng máy được. Thí dụ như là anh ra nhiệt cho 2-3 cục hoặc là trong cục rất là lớn nhưng mà anh dùng 2 máy. Thế anh có thể cắm cái sợi dây mạnh của 2 máy nối vào với nhau. Cái sợi dây len, sợi dây RJ45, sợi dây mạng, cắp len, 2 máy nối vào nhau và 2 thằng nó tự bảo nhau và tự nó ra nhiệt thằng nào trước thằng nào sau. Để nó ra nhiệt trong một cái vật thể lớn. Một lát nữa anh chia sẻ hơn kỹ hơn được đấy. Nó là một cái lý rất là hay. Thì đối với ra nhiệt trung tầng thì nó có hai kiểu, tức là một là mình ra nhiệt lại một dây cố định như thế này. Đối với các cái trường hợp mà mình ra nhiệt cứ làm hoài là ngoài cái đường kính nhé, làm quá nhiều đường kính ở cái đầu trục chẳng hạn thế, thì mình cũng phải quấn hoài thì nó mệt mỏi quá thì người ta mới đưa ra cái là người ta làm tặng không cố định nhiệt luôn, mình chỉ cần nhét kinh ra vào lúc này nhét kinh rồi ra, tức mình không phải quấn nữa. Thì đơn giản nó là vậy. Thì cái miếng này nó đơn giản là miếng cố phích chống nhiệt độ cao thôi, nó đóng vào đây cho mình. Anh em có thể chế một cái loại gì mà nó chịu nhiệt được thế này, thì mình cắm vào hay là sao, hoặc là ra nhiệt thế nào một dây như thế này, hoặc là ra nhiệt thế nào mình vứt lên cái vật thể lên trên cái mặt nó như này. Đó. Thì là gọi là cố định. Thường cái đối với loại này thì mình thường hay ra nhiệt cho cái inner ring của cái bảng, không biết là trong cái loại mình gọi là cái bảng, cái vòng đệm, vòng đệm ở bên trong nó mỏng thôi, nó mỏng cỡ. Một lát nó sẽ có cái video này. Đó. Đây, cái bảng nó kiểu như này. Đó thì người ta sẽ dùng cái miếng này. Đây là đối với bên ngành giấy. Chúng cả mọi người sẽ ra lên một cái ca trăm của mình. Một bảng nhưng mà nó cái này nó bên đây là ca trăm của phòng phòng chiếc cô và phòng bi đũa. Nó cái này bi đũa trụ. Bảng ca trăm của cái bánh tàu hỏa. Đó, cái ca trăm của ông đi, cái này là ring bearing. Cái này ra để tháo khỏi trục, tháo cái ca trăm. Tháo cái đó là rất là nhanh, 2 phút xong. Không phải dùng mỏ ra nhanh, mặc liệu cái đó. Nhưng mà đồng linh nó hạn chế cho đường kính, không có linh động. Đúng rồi. Thì nếu mà trong trường hợp mà nhà máy mình nó quá nhiều những vị trí như giống nhau như này, thì mình làm cả hoặc mình làm 2-3 cái gì đấy thì nó nhanh hơn, nói chung là thao tác cho nó nhanh thì khá là dễ. Còn nếu mà mình cứ làm hoài cái việc quấn nó nhàm chán công việc và nó mất thời gian. Nó hoặc là quấn một cuộn dây này, cái khúc kết nối như này, hoặc là quấn bên trong quấn như này, quấn bên ngoài từ cái motor. Thì đấy cái phương pháp của anh đấy, quấn dây này nó cũng cứ cầm một và âm trầm để chờ một cục dày để đặt mà. Thì nó có lý do tại sao người ta làm như thế này, tại sao người ta có như này, tại sao người ta có như này. Thì trong quá trình kỹ thuật cuốn dây thì tài liệu của họ rất là kỹ, nhưng mà cả sĩ nay em nhiều cái này là anh quấn để ra nhiệt cái lỗ trong của bánh răng để lắp lên trục đó, để lắp trục vào đối với bánh răng mà lớn thì có hai phương pháp, một là quấn nước ngoài, họ thường kết hợp hai phương pháp luôn.
giao dịch cái này là mấy anh ký chủ bằng biên tự động thì nó nhanh hơn. Thông thường là nó là một chủ bằng đá khô, đá xịt, đá không ăn thua thì biên tự động biên nó xuống cái độ ẩm rất là sâu, độ ẩm rất là sâu mạnh sâu, biên tự động nó mạnh lắm. Chỉ cái tuổi ở Việt Nam mình có cái tuổi nó chơi máy tính là ép sung hơn là hay chơi biên tự động. À, hoặc là mình ra nhiều nhỏ nhỏ mình anh quay lại cái hình ảnh kia là khi đi chỗ này khi thì anh nhỉ cũng chỉ là có khó đây cái này là đi đi gì đây này này quấn quấn nóng cái cốc linh cốc linh của con quấn vòng ngoài nó cũng vòng ngoài là cái này quấn vòng ngoài để ra nhiệt để gắn vào áo chụp gì đấy bên trong tàu ta hay xài cái này mình tháo ra khỏi cái này gắn vào đây là các bên chụp đấy nó đang nằm đem ngoài này xong rồi gắn vào cái này là để ra nhiệt lỗ này để mở ra để lắp lên đấy chụp à gắn có cái video phải thấy hai cái đều tác dụng của cái này là nó sẽ nóng từ trong ra ngoài ra ra ngoài ngoài biên của nhân mình không cần ra nhiệt ở bên ngoài này. Trong trường hợp tình huống này mình không cần ra nhiệt bên ngoài này nên mình tập trung thật nhanh ở đây nên mình quấn nhiều ở đây. Ừ, nhưng mà về nguyên lý là nó giãn thì nó phải giãn nó đẩy cả đấy chứ cả đúng rồi, nó đúng rồi nhưng mà không bao nhiêu thì đầu tiên tính nữa thì tốc độ ra nhiệt rất là nhanh 2 phút 3 phút là xong rồi thậm chí là đây nó mỏng rồi nhưng giờ mà đây chưa nóng nó nhanh tới đến đâu và cái da nó dày to hay thì nó là trong này nóng bỏng ở ngoài thì chưa thôi thì chưa đến gì mà sau khoảng chừng 5-10 phút nó bắt đầu nó dần nó nóng dần lên nếu như mà mình giả sử như mình ra nhiệt đầu tiên là mình ra nhiệt ở đây mình đã anh nhảy long thôi, nhảy long là tức là cái này tức là khi mà ra nhiệt này nhá thì sau khi mà ra nhiệt xong, mình ra nhiệt xong này là cái này mình đặt được cái nhiệt độ đúng không? Cần ví dụ mình đặt nhiệt độ trên cái máy, ấy, thì mình cần cái nhiệt độ ở khu đấy là nó đạt khoảng 220 độ là ví dụ thế. Đấy ví dụ vậy thì là mình đặt trực tiếp ở trên máy được, là cài đặt trên máy nó luôn được luôn. Máy có cái cảm biến để nó máy sẽ có thể cảm biến đo nhiệt độ tại khu vực đấy tại khu vật và nó sẽ tính toán là thời gian ra nhiệt bao lâu để đạt cái nhiệt độ đấy đúng không? Nó có hai cái, một là anh đặt nhiệt độ nó ra nhiệt cho tới cái nhiệt độ đó nó dừng lại là một yếu thứ nhất. Yếu thứ hai là anh đặt thời gian ra nhiệt bởi vì có loại nhiều loại vật liệu nó đâu có chờ nó đâu có chịu được cái nhiệt độ đó nó ở lâu có thể là biến tính hoặc gì đấy. Thì có thể là cái thời gian maximum nó chỉ 5 phút thôi thì nó sẽ phải bơm một công suất đủ lớn vào để nó tăng tốc độ lên đúng cái thời gian đó nó dừng lại hay không? Thế nó cũng có một cái tình huống lập trình được nữa là anh đặt ở đó lên đến 300 độ C, 200 độ C ví dụ thế nhưng anh muốn giữ nó giữ bảo đảm nó luôn luôn là ở 250 độ, 200 độ C à, thì máy nó cũng cho phép anh đặt được cái nhiệt độ để nó máy nó cứ lấy giảm độ nhiệt độ xuống thì nó lại tăng lên. Mình thích là cái nhiệt độ nó hai cam và không thích cái thời gian thời gian rồi nhưng mà thời gian thì ở đây mình hiểu là nếu mình đạt 5 phút hay là 7 phút đúng không thì cái nhiệt độ cái vùng đấy nó phải đạt được thế cái điều gì cái nào tới trước nó sẽ khác thôi tức là nếu như mà đến 5 phút 7 phút mà cái nhiệt độ vẫn chưa đạt mong muốn mình thì máy nó phải bơm một công suất rất là lớn anh cho thấy nó zip rất là dữ rồi nó zip rất là dữ rồi. Cái thằng hai cái này 2.0 nó có một cái dở đó là nó không thể kiểm soát được nó không có kiểm soát hai cái nhiệt độ hai vị trí vì sao hai vị trí nó quan trọng ở vì khi anh ra nhiệt ở đây nhiệt độ giả sử ở đây nó lên tới 200 nhưng mà ở ngoài này với tốc độ ra nhiệt cao ở ngoài này nó mất tới chừng 5 mấy rồi thì cái nhiệt độ giữa hai điểm này ấy, nó quá lớn nó có thể làm khô nứt vậy đó. Thì cái thế hệ thứ 2.5 và 3 thì nó sẽ kiểm soát được cái vị trí đó. Cái việc mà từ cái điểm này tới cái điểm A tới cái điểm B mà nhiệt độ không được chênh bao nhiêu đó thì cái người cấp cho mình cái phôi này họ phải cho mình biết là ở trong cái bán kính hay trong khoảng cách bao nhiêu nhiệt độ không được chênh quá lớn thì nó chênh quá lớn nó nứt như gan cả gan nứt đến nứt nhưng mà inox thì nó rất là dai mát khỏe luôn đồng rất là ok nhôm mà anh ra nhiệt tới nhiệt độ nào đó là nó nhão luôn. Bởi vì cái biểu đồ vật liệu của nhôm là liên độ cứng của nhôm mà liên quan đến nhiệt độ là bắt đầu lên xuống nhưng mà xuống cực kỳ nhanh luôn tức là nhiệt độ mà lên tới cận gần điểm điểm cao điểm điểm tan chảy của nó là nó xuống cực kỳ nhanh
cái độ cứng của nó xuống cực kỳ nhanh luôn. Thì thằng nhôm tức là đặc biệt từ đấy, nhôm thành đồng, đồng thì cứng hơn tí nữa là kiểu vậy. Thì cái người bán bây giờ cho mình học cho cho vật liệu cho vật thước của vật cần ra, nó họ phải cho cái điểm hai điểm đó không được chênh lệch bao nhiêu. Thì cái máy nó sẽ có hai cái cảm biến nhiệt độ để nó sẽ kiểm soát cái điểm đấy. Nếu không là nó lướt ngay, nó lướt lướt phôi ngay. Anh là nhờ tốc độ cao quá cũng đâu được. Vật liệu tùy theo vật liệu, mà anh tăng nhiệt độ từ không và từ nhiệt độ môi trường như thế này, giả sử 50 anh tăng lên 200, anh tăng trong vòng 1 phút là biến đổi nhiệt độ cực cao luôn, nứt ngay. Đó thì cái đó thì cái người bán vật liệu của mình họ bán đồ cho mình họ cho ra thì không, nhưng mà như này này là hãng nó phải đưa ra cái quy trình có thể như là với những vật liệu thành dày thành mỏng và đường kính như thế nào, tỷ lệ đường kính trên chiều dài hoặc là tóm lại là đưa ra các cái yêu cầu về liên quan vật liệu là hãng không bao giờ đưa ra. Không, ý là như thế này này, nó phải đưa ra cái chẳng hạn như là cái bánh răng này này, là cái một cái bạc là chẳng hạn như là ra nhiều như thế thì thời gian mà bao nhiêu là phù hợp này, nhiệt độ tức là với nhiệt độ mình đặt nhé thì phải thời gian bao nhiêu thì nó phù hợp, nhưng không thể đặt sớm quá thì mình cũng đã hỏi hãng chúng tôi rồi, nhưng mà hãng chờ tặng mình rồi. Không bao giờ được trả lời câu hỏi và không bao giờ được khẳng định với khách hàng là anh sẽ phải ra nhận bao nhiêu, bởi vì anh không biết được cái vật liệu đó là cái gì, vấn đề cực kỳ nguy hiểm, không biết được vật liệu đó là cái gì. Nhưng mà cung cấp cho anh ví dụ là nó phải có cái hướng dẫn cơ bản, cái người cung cấp mình cái vật liệu đó họ sẽ có cái chu trình đó, họ sẽ có cái bản vật liệu đó, nó gọi là MA hay là cái gì đấy, MA hay là cái gì mà Build Test hay là cái gì đấy, cái bản đó nó sẽ chỉ ra vật liệu ở trong đó là cái gì, nguyên tính như nhiệt độ theo nhiệt độ bao nhiêu, nó phải có một cái sơ đồ, còn là cái lưu đồ hay là hay lưu đồ là cái gì, cái đặc tính phụ thuộc vào nhiệt độ người sản xuất, người dân cho bao nhiêu do mình biết được, thì là ai cho một chân sản phẩm cao bỏ thì không khác đâu, mà làm sao biết được thành phần kim loại bên trong khác nhau, cơ tính khác nhau hoàn toàn, hay là đường sai của ví dụ như là nhiều người, rất nhiều người Việt thì không họ kiểu là ông mua ra ông mua một cái thanh inox về ông xài thì ông bảo ra là họ không xác định đủ giống trời trời cao, inox 2 là 4 cắt, inox 3 là 4 cắt, inox 3 14 cắt, inox 3 16 cắt, 316 L khác, mỗi thằng mỗi khác đó, mà nó theo tiêu chuẩn ISO khác, theo tiêu chuẩn DIN khác, theo tiêu chuẩn ZIP khác, theo tiêu chuẩn của một anh khác hoàn toàn. Là cái thành phần vật liệu ở trong nó, cái đi cơ lý tính của mỗi thằng khác nhau hoàn toàn, và nó ăn nhau trở thành nhau, cái đó là gì? Thằng Kim Ken nó cũng sản xuất ra vòng bi, thằng SF cũng sản xuất vòng bi, nhưng SF không bao giờ sản xuất thì vòng bi cho bánh xe máy laptop, không bao giờ thằng SF có thể sản xuất được, chỉ có Kim Ken mới sản xuất được. Đừng có nói rằng thằng SF nó không biết vật liệu là gì, đúng chưa? Đó, cái đó là tiên là hãng hỏi mày đừng mua là mày trả lời một ngày đó mày thử sát thế nào được, chỉ có người cấp cho mình cái đó họ sẽ cho mình biết được là đối với cái vật thể liệu đó ông không được ra nhiệt theo lên quá bao nhiêu và không được quá bao nhiêu thời gian này, cái đặc tính ra nhiệt là họ sẽ cho không ai dám nói mạnh được, thằng nào dám nói mạnh thằng đó nó mọc thằng nó chơi đều hoặc thằng nó không biết thật, tại sao lại làm thế nào không biết thật thì là vấn đề của. Ok, hỏi bây giờ ra nhiệt thế nào, là bánh như này có một quấn thiết bị nào, quấn thiết bị này là sao? Sao muốn thì nó kẹp bánh như thế này. Những cái này thì ở Việt Nam thì ít sản. Nhưng một vài tình huống ở ngoài đời người ta vẫn ít sản đối với này mới kiểu phổ biến. Vô cùng phổ biến luôn. Đã đi. Hỏi nó có rất là nhiều loại ứng dụng người ta liệt kê đây là có thể ra nhiệt cho các bạn các bạn vẫn hay gì như là bạc cạn hoặc là inverter hoặc là housing hoặc là bảo vệ. Có được cái mình không có chuyên môn về vòng bi nên mình bó tay. Những gì nhiều người hỏi anh ơi em muốn ra nhiệt cái vòng bi theo cái mã số gì đấy thì mình dùng cái máy nào là mình bó tay luôn. Nhưng là vòng bi thì không quá 120 độ. Không được. Nói chung là về kiến thức về vòng bi thì mình không có. Hoặc là tháo ra thì nhé, tháo ra, gắn vào thì tháo ra. Thế thì nên bán thiết bị này thì nên
bán thì anh cũng phải tư vấn cho được cho khách hàng được cái khoảng cái độ nào đúng nhất thì cáo với công ty bán cho ai cái độ nào có như nào đấy đúng không, khách hàng ở đây là gì, không chỉ bán cái máy mà tư vấn đi tư vấn vấn đề sử dụng, tức là cái máy nó sẽ ra nhiệt, cái năng lực hoạt động của cái máy nó đến được mức độ nào là phải biết, và nó ra nhiệt cho vòng nghi tới đường kính bao nhiêu, đường kính trong bao nhiêu, đường kính ngoài bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu, độ dày bao nhiêu, gọi vòng nghi gì, bọc kính bằng thép hoặc là bọc kính bằng nhựa hoặc là kính bằng cái gì đó là mình phải biết, bởi vì nếu không nó là về làm hỏng vòng nghi, chỉ là tức là ở mức độ rất là căn bản, chuyên sâu về vòng nghi thì chắc chắn là không, không thể nào mà khách hàng được, cái nhiệt độ nhiệt độ khai có thể biến cáo từ nhiệt độ không cái nhiệt độ bây giờ khách hàng muốn ra nhiệt đến 245 độ cũng được, cái đó là chuyện của khách hàng bởi vì họ là người biết về cái vòng nghi, còn như anh bảo là bây giờ tôi có cái vòng nghi cái mã như này của cái thằng này này, anh có thể giúp cho tôi biết được cái đặc điểm của ra nhiệt của nó như thế nào không thì em có thể tra giúp anh được nghe anh hiểu, nhưng nó hoàn toàn không hề liên quan đến cái máy ra nhiệt, nhưng mà tôi sẽ khẳng định cái máy này của tôi sẽ nhiệt được cái nhiệt độ đấy cho anh. Thì bên anh thì không được những mấy hãng như AK với FLG bán cái máy xem nhiệt nó tư vấn cẩn kẽ, nó vì cái cốt lõi của họ là vòng bi, họ cốt lõi của họ là vòng bi, anh hỏi họ về vòng bi là tuyệt vời luôn, họ lợi thế hơn rồi, phải chú nó là họ tư vấn đúng rồi, giống như là anh mua vòng bi anh mua cả triệu đô là họ tặng cho anh cái máy nhiệt thôi chứ họ không bán, vì là đương nhiên là nó là gì đó. Tuy nhiên là cái việc mà ra thì phòng vi ở cái mức độ nhiệt độ như nào thì phòng kỹ thuật là người nắm rõ nhất. Đã. Nhưng ở nhà máy, đôi khi nhà máy đấy, người ta là cái đơn vị thực hiện, người ta chỉ làm công tác bảo trì thôi. Thế là vì mình lý do gì đấy mà phòng ban không có mặt và đêm hôm người ta thực hiện. Đấy thì nếu như mà người ta không được trang bị kiến thức như là những buổi làm giới thiệu máy này và tư vấn khuyến cáo cái nhiệt độ. Thể là nhiệt độ tối đa đối với vòng bi là bao nhiêu, không được quá cái nhiệt độ đấy thì có thể dẫn đến cái tình trạng là dưới nhà máy người ta làm hỏng luôn. Thế có những vòng bi mà ra nhiệt quá nhiệt là gần như là không co lại, là lắp vào trục và rút ra tay là hỏng luôn cái vòng bi luôn, mất luôn đi, mất luôn cái vòng bi đây. Đó, tức là đấy là người ta đang ra nhiệt quá cao, nhiệt độ quá cao, hai là nó còn ảnh hưởng đến cả cơ tính cái độ bền cơ học sau này đấy, của cái vòng bi đấy, thế là nó phải có một cái khống chế đấy. Nhưng mà nó dẫn đến câu chuyện là cái việc bài toán đó là rất nhiều nhà máy rồi, bởi vì cái người mà nắm kiến thức sâu về vòng bi không phải ai có, chứ kể ngoài vòng bi liên quan đến độ rung nữa, phân tích về độ rung về trên đó câu chuyện của đấy chỉ nói câu chuyện ra nhiệt, nói ra nhiệt thôi thì vòng bi đó người ta buộc đào tạo cho nhân viên của họ, đào tạo nội bộ. Và nếu như anh không nằm trong khả năng lực đó mà anh ra nhiệt đại cho nó xong, hoặc là ông bỏ đêm khuya quá giờ không gọi được cho sếp, gọi cho cái thằng bán cái máy ra nhiệt để nó tư vấn cho đi, thì nhiều khi nó tư vấn cho xong là rồi xong luôn cái nhà máy. Anh hiểu không? Mình cũng có cực kỳ nguy hiểm. Không. Đó là một điều rất là đặc biệt mà anh nêu ra. Không, đấy là cái cách của anh nói, nhưng mà đấy lần lại cái câu chuyện là đi giới thiệu về bán cái máy này. Đang nói là cái hãng như SAG và SK thì người ta ưu thế hơn là một số lần người ta lại có cái đội ngũ mà rất là am hiểu về đúng không, gia nhập vòng đi này không phải am hiểu về gia nhập vòng đi mà am hiểu cái vòng đi của họ cấp ra cho anh, và kể cả cái máy đấy họ cũng có cái dịch vụ giả như là họ ngoài cái máy gia nhập này họ cũng cấp các dịch vụ khác như là đo rung động kiểm tra cái này ABC này rất là nhiều. Mọi người xem nghe người ta giới thiệu cái máy ra nhiệt, máy ra nhiệt để tháo cái bánh răng hoặc là cái số anh chưa rất lên và không cứ tiếp tục câu chuyện của anh nhé, đến câu chuyện nữa là đối với bên cung cấp vòng bi, kiến thức của về vòng bi họ rất là sâu, tất nhiên là vòng bi của họ thôi, chứ còn cậu nào mà ví dụ bán tim ken chẳng hạn, đến thì nó ví dụ bán tim ken hàng bán SKF chẳng hạn, mà cậu nó cậu hiểu luôn vòng bi của hãng đối thủ là chuyện đó là chuyện gì đấy. Mỗi một thằng nào, mỗi một hãng nó sẽ có những cái core value của họ, có những cái bí quyết của họ mà chỉ có bên họ có, thì nó mới dẫn đến là chúng nó tồn tại chung với nhau một cái hòa bình được. Thôi rồi, ok, anh em giới thiệu tiếp từ đi. Ờ...
tiêu là chỉ có thế hệ 3.0 thôi, thế hệ mới nhất thôi. Còn lại thì ở trong nhà máy mình thì phần lớn là đang dành cho vật liệu có đủ thì tức là nam châm mà nó hít vào hợp thì là nhiều. Là cái steel kia. Steel là steel đó, steel là nhiều. Khá là khó này. Stainless steel thì có ít. Ngoài hành dư cũng là bơm, cái này là cánh bơm. Cánh bơm lắp trên trục, bơm bằng cái stainless steel thì có. Và cánh bơm bằng cách gì? Cái này các anh biết thì mình chịu. Nhưng ở ngoài hải dương thì có, hải dương thì có stainless steel. Bữa có làm lát không đeo rồi. Thì cái này trong quá trình nhân viên thì chắc là mình sẽ nói nhiều là nó khi nào thì dùng hay là khi nào thì gì. Thế này hải dương là bên anh đến bán cho phòng cái bị cơ là thụy vượng đúng không? Thụy công. Nó bản giao thì là thành nó thành là như chúng nhắn cá thành là nhỏ lát nó cũng thành tức là đó thì lúc trước thì là một kẻ xin kể nhắc lời kẻ truyền tiên một tí ở ngoài này hãy giữ lúc trước là MAG thấy không có đấy rồi có máy nhỏ chắc anh ở đấy anh biết có máy nhỏ đấy sau đấy thì cái vừa rồi mà cái việc chào vào cái đấy thì là bên MAG cũng tham gia vào thì những cái máy của MAG thì giữ rất nhiều bộ phận của hai cái khác nhau còn cái của MAG thì giá rất là cao rất cao cao thì cái 30%. Thì đương nhiên là bởi vì cái họ sẽ phải mua em một cái hãng khác cái máy đó. Bởi vì cái core product của cái sản phẩm cốt lõi của họ không phải là cái máy đó. À đúng rồi. Nghe rồi. Thì cái FAG hay FAG thì họ đều nhập đặt chỗ khác. Nếu anh mua máy bây giờ đầu tư bình thường, anh mua của SKF chẳng hạn thì chắc chắn là đắt hơn mình tốt hơn 40% ở tận Hà Lan. Tại vì Hà Lan cái sản phẩm của nó là cái máy ra nhiệt, nó sản xuất cho các hãng khác. Chứ còn thằng FF nó sẽ có mấy cái gì hết, nó đóng tên nó lên thì thôi. Nó bán bia kẹp lạc thì thôi. Vâng đấy. Cái bia kẹp lạc hay nó đắt. Nhiều khi lên chỗ lạc nữa thì thôi bia. Thì cái nguyên lý thì đây, thì nguyên lý thì mình cũng có hỏi rất là nhiều, nhưng mà họ có trả lời lòng vòng thế là mình có dịch ra cái này, nhưng mà đọc hồi sợ anh em mà họ học chuyên sâu cao bằng tiến sĩ hay bằng cười gì đấy, họ ra học cười thì nên có thể nghĩ tiếng Anh cho nó chắc kẹo. Tần số của nó là từ 9 đến 20 kHz. Thế nó sẽ thay đổi chỉ đơn giản, quan hiểu đơn giản. Cái máy đa dây trung tần nó chỉ đơn giản là cái bộ biến tần thôi. Đấy, khá là dễ. Sau đấy là cái vật liệu của cái dây và cái thứ nó khác nhau một tí. Nó có cái bí quyết của cái hãng, nó có một cái bí quyết nào đấy. Thì mình cũng không dám hỏi bí quyết họ. Thì mình cứ hiểu đơn giản nó là cái máy biến tần. Nhưng mà nó khác cái máy biến tần điều khiển motor thì khá là dễ. Nó nóng lên. Thì cái sơ đồ nguyên lý của nó đây họ cho mình được cái này thì mình cũng biết cái này thôi, chứ còn mình cũng không biết là cái hộp đen này bên trong nó là cái cục gì nằm trong đây. Thì nó có 2-3 tầng để nó biến ra chuyển đổi cái tần số, bởi vì dòng điện của mình tần số là 50, nó cũng phải thay đổi, nó phải giảm tần số của nó. Đây là cái cột dây đúng không? Đây là cột dây đúng không? Đây là vật thể. Vâng, đây là vật thể. Nên anh ra nhiệt ở ngoài thì là cái đường sức từ nó cứ đi như thế này, nó đi vòng qua như thế này. Nam Bắc. Thế thì khi quấn dây thì mình không được quấn ngược chiều nhau. Máy đang ngủ mình mà gọi lên ngay. Máy phát hiện nhanh lắm. Nó phát hiện được hết, nó phát hiện được cả vật liệu đó là cái gì luôn. Để nó chọn cái chương trình cho nó phù hợp. Thì cũng có cái này là mình nghiên cứu, mình nghiên cứu rất nhiều, nó phát hiện kiểu gì. Không thể. Nó phát hiện cái vấn đề vật liệu ở đây là cái gì, anh quăng cái gì vào nó biết được cái gì, nó chọn chương trình riêng cho nó luôn. Nó ra luôn. Nó cũng chỉ là một cái đây thôi, nó không thể một cái cảm biến gì khác, đương nhiên có thể cảm biến nhiệt độ. Thế hệ 2.0 thì màn hình nó LCD như này, nó cứng như này, là chương trình của nó thì nó cũng tiếp cận được cái thế hệ mới. Tuy nhiên là mấy nhà sản xuất họ cố gắng lo họ cập nhật lên đi hay họ tiết kiệm thì thế. Giống như kiểu mình mua điện thoại, mình chơi điện thoại ấy. iPhone nó ra cái mới là mình cũng mua cái mới, thì cái cũ nó có những cái mới, thì cái máy này nó cũng kiểu vậy đó. Còn nguyên lý thì nó vẫn không có gì thay đổi hết. Đây là cái màn hình cũ, màn hình của 2.5 trở lại, và màn hình 3.0, cái này 3.0 lên thì nó là màn hình touchscreen như thế này, giống
quát rồi đấy, mình nhấn vào tay thôi, nhấn vào tay trực tiếp thì nó, cái này cũng là touch screen nhưng cái này cảm ứng điện zoom và cái này là cảm ứng điện trở. Cái touch screen này bây giờ nó mình nhấn nó lỏng vào, tức là nó có hai cái lưỡi ngang, bây giờ mình nhấn cái chặt vào nhau thì nó xác định được cái toàn bộ, mình nhấn nó tay vào thì có lại là điện zoom, zoom là y như cái điện thoại mình bây giờ điện zoom, nó là cái cước điện zoom cảm ứng điện zoom. Cái điện thoại của mình đôi khi mình đâu cần chạm vào mặt này, thì cái tay của mình gần tới thì là nó phát hiện ra rồi, cái điện zoom nó thay đổi, điện zoom nó thay đổi. Thì cái này nó là thế. Cái này thôi thì không có nói gì nhiều quá về cái này. Hình thời cũ thì nó có rất là nhiều thông số hiển thị trên màn hình của nó, thời gian, nhiệt độ, thời gian ra nhiệt, công suất đã ra nhiệt như thế nào, thì tất cả những thứ này đều được lưu trữ lại hết để mình có thể lưu vào trong chương trình, mình có thể lưu ra là thành xuất ra máy tính thành là cái báo cáo thì ra nhiệt như thế nào, mọi thứ nó còn ở đấy hết, chứ không thể nào có không em ra nhiệt bình thường em đã nhiệt sao nghe cả một phát thì mọi thứ nó vẫn còn làm như thế này, dấu vết nó vẫn còn làm đây cái kiểu này thế. Hoặc là ai đó mà lâu ngày sau đó mình dùng lại để quá trình lần trước mình gắn vào thì chương trình ra nhận nó như thế nào, lần sau mình lôi nó ra thì mình dùng lại thôi, mình không phải thiết lập lại nữa. Đây màn hình có thể qua chút không thì nó có hai cái chế độ mà mình hay dùng nhất là cài đặt nhiệt độ và cài đặt thời gian, đó là hai cái chế độ mà mình sử dụng gần như là thường xuyên. Thường xuyên nhất thì nó là thiết lập chế độ nhiệt độ, mà mình đặt những cái nhiệt độ đây bao nhiêu là nó đặt nhiệt, mình có thể lưu trữ được cái vị trí của nó là ra nhiệt chỗ nào, nào trong nhà máy mình có thể đánh dấu theo cái tắc nền của mình đó, mình có thể nhập cái tắc nền của nó vào đây luôn, lần sau mình bỏ đúng cái tắc nền nó ra, mình nhập đúng cái tắc nền nó là mình ra nhập cho nó luôn, xong luôn, không cần phải ghi nhớ gì cả, và cần phải hỏi han ai hết, không phải tra cứu tài liệu gì cả, đúng cái tắc nền đó thì mình quất quất là xong thôi. Đấy, thì đây là cái cách làm thế hệ thứ ba nó mới làm được, gần như là nó lưu trữ vào trong máy thì nó báo cáo. Thế hệ thứ ba có một cái hay nữa là trong quá trình mình sử dụng, anh em mình sử dụng thì đó rất nhiều người sử dụng rồi, rất nhiều kiểu chương trình khác nhau mà ngồi máy chịu không nổi được, nó hiểu không nổi được, nhiều người có nó hiểu không nổi, thì trong trường hợp đó mình có hai phương án, một mình sẽ trả về trạng thái là factory restore, xuất xưởng ra như nào nó như thế mình trả về như nào, hoặc trường hợp mà như thế mà nó bất thường được luôn, mình nối cái máy cái cổng cáp vào cái hệ thống LAN này, đường LAN đường internet của mình nhà xuất ở bên Hà Lan, họ vừa vào trong một cái máy của mình kiểm tra, họ cập nhật cho mình luôn. Cho anh hỏi anh ấy, từ nãy anh giới thiệu như thế thì anh hỏi là mình có thể coi có cái nút nhập liệu ban đầu nó xuất không có nó biết được thì một lần nữa là chương trình đấy, nhưng mà rất nhiều mình lúc mình sử dụng thì nó kỹ hơn, nó còn cuốn mà rồi làm sao để mình nhập vào nhập tên nhập nhanh, mà thực ra nó rất là tình cảm. Nhưng mà vậy người anh có giới thiệu là cứ cuốn một dây đi vào bắt tự ấy, nó phát hiện ra là không biết là loại vật liệu nào, nó sẽ nhảy ra một cái chương trình như không hai tình huống không tình huống của anh tức là thì hôm nay tức là tất cả các thông số khi anh cài đặt xong bắt đầu nó ra nhiệt, nó sẽ lưu trữ vào đây, đã ra nhiệt thì nó bao lâu, nhiệt độ như thế nào, công suất ở thời điểm 1 giây là bao nhiêu watt, 2 giây là bao nhiêu watt, 3 giây bao nhiêu watt, nhiệt độ ở thời điểm đó bao nhiêu sử dụng đây. Ví dụ như hai cái đường kính khác nhau, ví dụ như là thì chương trình nó có cảnh báo gì không? Như hay là cứ do người nhập liệu ấy, như em muốn 100% là 105%. Ví dụ như một cái đường kính nhé, thời gian nhập một cái phòng vi ấy, thì qua có một cái đường kính là D 100 đường kính chụp ấy, với một cái phòng vi đường kính chụp là 150, thì là tất cả đều phụ thuộc vào em nhập liệu hết, hay là máy nó có cái cảnh báo em, ví dụ như em tất cả hai đường kính đấy em đều đưa ra một cái video. Thế tất cả cũng phụ thuộc vào máy em, sao hiện ra cái phòng vi của em đường kính bao nhiêu? Thế nên em hỏi cái chương trình anh mình vừa đấy, anh bảo là quấn cái cọng dây vào để nó phát hiện ra đoạn nhập liệu này. À, vật liệu là khác, vật liệu là khác. Còn cái đường anh đang nói về vật liệu, câu hỏi của anh về vật liệu anh đang nói về đường kính thì nó cũng được. Đúng rồi, hỏi về cái chương trình của anh này. Thì nó chỉ nhận được cái đó thôi. Nhất là bây giờ nó nói về cái nhập liệu thì nó còn do mình phải tự nhập vào, nhất là đầu vào đúng không? Và sau khi thực hiện xong thì nó sẽ có dùng để lưu trữ cho mình thôi. Đấy, sau đấy lần sau mình làm lại mình cũng lên nhập thôi. Đấy, nhưng mà lưu trữ lại thông tin đấy. Đấy. Còn cái việc mà thế còn cái vấn đề như khi nó phát hiện xem sensor để báo hay là ví dụ như là mình đã không tiếp xúc không tốt chẳng hạn, khi sensor để đo nhiệt độ ví dụ chẳng hạn đấy bằng như là không gian như là cái ca trong chẳng hạn đấy, thì em phải đặt sensor ấy thì khi tiếp xúc không tốt thì máy nó cảnh báo mình không?
gắn sensor mà tiếp xúc không tốt thì nhiệt độ báo về không đúng. Có cảnh báo hay có gì không? Máy nó không hiểu, chưa gắn trí tuệ nhân tạo nó không làm được cái đấy. Thì nó có cái nguy hiểm là khi hôm bữa ở ngoài nhà máy Hải Dương đang vừa gặp cái tình huống như giống như tình huống như anh nói, tức là cái phôi vì nó có thể những cái phôi nó có oxy quá, nó cũ quá, nó bị xét rỉ. Nên khi xét rỉ trên bề mặt nó có lớp oxy sắt, nhiều lớp của bụi nữa. Cho nên là khi đặt cái sensor vào đó nó không thể cảm biến nhiệt độ được một cách chuẩn xác được. Bên trong nó rất là nóng rồi nhưng mà vì nó qua rất là nhiều lớp oxy rồi nó bụi như thế, cho nên là cái nhiệt độ hồi tiếp từ cái sensor về cái máy nó không đúng thì nó không đúng, nên máy nó cứ thử một vài lần đến vài lần mà về mặt kích thước công suất nó đã lên bơm công suất rất là cao rồi mà nhiệt độ về nó vẫn hồi tiếp về nó vẫn không đủ là máy nó dừng. Có mẫu thử, có mẫu chuẩn thử cái sensor không? Cái đơn giản đó là mình phải làm vệ sinh cái vị trí tiếp xúc cho thật tốt, sau bắt đầu mình đặt sensor vào cảm biến cái nhiệt độ vào, rồi bắt đầu máy nó bắt đầu chuẩn xác nhất thì nó mới về. Và một thứ hai nữa, một liên quan đến nhiệt độ là mình đi trong mấy năm mình đi làm mình gặp cái tình huống của anh em cầm chứng nhiệt độ từ xa để kiểm tra cho cái máy này, thì nó là vô cùng sai chứ không phải sai. Đúng rồi. Sai một cách gọi là nghiêm trọng luôn chứ không phải là sai nhỉ. Không. Thì hôm bữa cũng có tình huống nó luôn, để là mình có tranh luận với cái anh thì già thì hai người tính mình nóng không có cũng cao, ngồi chẳng muốn đập nhau. Ngoài Dương. Em cứ nói về cái máy đây, đúng như nhiệt độ của ông chuẩn xác muốn đánh nhau luôn. Cái đấy nó còn các kỹ thuật mới được giải thích chi cũng được, không giải thích được cái gì. Vấn đề là ông đi cầu nhau ông bảo cái máy quay là máy đảo, nghe máy mình máy đảo rồi máu lên tới não. Ok, mà lướt qua tí nữa đi ha, xong rồi mình quay lại cái chỗ nào nó có rất là nhiều trò hay nữa này. Nó có một cái tình huống trong khi ra nhiệt, tức là khi anh đặt cái ra nhiệt giả sử anh đặt là 200 độ C, nhưng mà trong quá trình cái ra nhiệt gần đến 200 độ C anh có thể thay đổi cái nhiệt độ đó, thay đổi thay vì 200 thay đổi 180 hay là 200 độ như thế, thì anh không cần phải dừng máy, anh có thể nhiệt được luôn dừng máy để nó đi theo tiếp chương trình đó. Và thứ hai nữa là liên quan đến an toàn hay là gì đấy thì một lát mình nói sau. Trong quá trình người ta nó máy nó đang chạy ra nhiệt thì mình không có tác động thêm vào được rồi, là mình không có giật dây ra hay mà ra dây nhiệt lên 150 mà đường hè là cúp đi giật ra là không có được, là nó đi cái máy luôn. Nên là thì làm sao để mình xử lý thì chúng nó thì thường các máy nó đều có cái emergency stop. Thực ra là khi anh tắt vào đó nó không có dừng ngay đâu, nó chỉ cho anh một cái là tao hiểu rồi mình muốn dừng ngay, nhưng từ từ đến khi tao xử lý trong cái tắt thì là khá là gì đó cái máy này là gì đó. Nói chung là màn hình của nó sử dụng rất là đơn giản, nó không phải mười mấy cái màn hình mà dễ hơn cả dùng cái điện thoại di động, nó đang di động quá trời chức năng, nó có trời màn hình luôn. Thế nhưng cái Betech này thì còn cái chữ Mai ở dưới là gì? Mai là thằng ăn heo Betech, là tên công ty mình. Công ty mình kẹp cái bất cả. À, tức là Betech là cái hãng đấy. Đúng rồi. Vì anh Du theo cái đấy là nhà phân phối chính ở Việt Nam. Của Betech ở Việt Nam. Bên đây nó có một vài mảnh, một chút xíu em chia sẻ sau về cái bên đây nhìn thấy có quá nhiều con cái máy dây bóng bi này, có biết chỉ lực không này? Biết chỉ lực của bạn rồi lực cái van cái cảm lực đúng không? Này cũng có đem theo một vài cái cảm lực để lắp nha, không có dụng cụ khó lắm, chuyên dụng cụ khó lắm đúng không? Nói chung là nó chuyên về thiết bị gọi là mounting và dismounting, tức là gắn vào và tháo ra, nó xây xong rồi nó bán luôn đồ cho anh bán. Chuyên luôn, chuyên. Còn lại nó cũng có một vài thiết bị đo độ rung và đo nhiệt độ này, nó thành ra nó mua bằng khác, nó bán lại cho mình cho tiền thôi, nên nó không phải sản phẩm của nó, không phải sản phẩm. Anh đi cho em hỏi thêm tí nữa, đây là tất cả là dòng sản phẩm của mình đấy à? Đúng rồi. Thì cho em hỏi qua cái máy này thì mình biết là cái máy nào thì nó sẽ ra nhiệt được cái khối lượng bao nhiêu hay được kính từ bao nhiêu à? Câu hỏi cực kỳ hay, đấy con có kiểu này tôi chỉ dày mà bán ngay nào. Để đưa ngay giờ anh ngồi thì nên ngồi đông ngủ gần đấy. Trong website của mình là website của công ty mình đã dịch cho tất cả cái cuốn này ra đây, tất cả ra tiếng Việt một cách cực kỳ chi tiết luôn, có cả cái video hướng dẫn một cách cực kỳ chi tiết luôn,
với dòng nó cả mình, tức là có cả tiếng Anh cũng là tiếng Việt, có cả có đang đem catalog có tiếng Anh tiếng Việt luôn. Đây là catalog, chỉ catalog có tiếng Anh thôi, không có tiếng Việt. Mà trên website thì có tiếng Việt. Ra thì tiếng Anh là chuẩn nhất, chuẩn xác đúng. Nếu mà người đọc về kỹ thuật giỏi là người đọc tài liệu tiếng Anh, chứ còn tiếng Việt thì phải cái ông dịch ông biết kỹ thuật á, ông dịch anh đọc còn nghe được. Chứ anh đọc phải cái ông Google ông dịch dùng á, đọc hỏi nói vừa luôn đấy. Anh đọc chẳng hiểu gì. Còn lúc sau anh vừa không hiểu gì. Đọc ngồi lại nói vừa luôn. Nói này, cái này ngoài bản cứng này anh có bản mềm không? Có anh. Một lát nó sẽ gửi cho anh, làm đầy đủ luôn. Thì phần lớn cái phần dịch về máy ra nhiệt ở trên website của mình thì là do tôi dịch, đương nhiên là tôi dịch dưới dạng là bán chuyên, nên là đôi khi hay nói nhảm trong đó, tôi mua cho anh em nó quên đi, chứ thực ra thì mình không thể có thể nào dành một cái người chế ra máy được. Thì cái background của mình là background về điện, về kỹ thuật về điện, chứ không có background về cơ khí. Ngoài ra thì nó có một vài phụ kiện đi kèm đấy, giống như cuộn dây lớn kiểu như này, hoặc là cái nẹp tự tính như này để anh giữ dây. Cái nẹp tự tính này để cho anh kẹp cái dây vào đấy, anh nẹp giữ này, giữ cái dây. Thì vì nó nóng quá mình đâu giữ một tay, cũng có thể cái nẹp này. Nhưng cái nẹp này vì nó là từ nam châm bích cửu nên nó cũng chỉ chịu được tới nhiệt độ 300 độ C thôi. Càng lớn lên là nó mất tự tính luôn, nó cột ra luôn, rớt ra luôn. Thì trong những các trường hợp mà trên là lớn hơn thì thường người ta sẽ dùng cái sợi dây chịu nhiệt đấy, ta cột lại. Khi ra ra nhiều thì cái cuộn dây mình cào cuộn dây không thành là kiện nóng đúng không? Chỉ chi tiết nóng thôi. Có chi tiết nóng thôi. Nhưng anh để một lát sau thì cái dây bắt đầu nóng lên thì nó không truyền nhiệt. Truyền nhiệt. Và cái dây rất là mềm, nó bọc bằng cái vật liệu rất là mềm giống như là ấy, mà nó chịu nhiệt độ rất cao. Sợi thủy tinh thì tốt là sợi tinh nằm trong ngoài ấy, lớp ngoài cùng là cái tiếp xúc nhất mà cuộn dây thì là rất là đắt, nó bán rất là. À, thì nó có cái loại dây kiểu như thế này. Dây này mỏng nhất, dây miếng nhỏ dần, Ở đây các loại dây, như anh hỏi về loại dây thì đây có cái bảng về các loại dây, từ những cái dây khác nhau. Cái này lúc mà anh em lựa máy thì mình sẽ hướng dẫn cái này dễ ỏ mà. Mình sẽ lựa dây như nào cho phù hợp thôi. Thì nó có quan trọng nhất là cái cần dây nhiệt tới nhiệt độ bao nhiêu thì mình chọn cái dây tương ứng. Nó bình thường là 180 hoặc là 300. Nhiệt độ bao nhiêu này nó rất biết là cái vỏ bọc cái dây nó bằng vật liệu gì, nó có trừ hay không, chứ không liên quan đến cái lõi. Cái lõi nó giống nhau hết, chỉ liên quan đến cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Bản chất đúng thực sự của nó chỉ là thế thôi. Cái gì mà trừ nhiệt độ càng cao thì giá tiền nó càng cao. Nên là người ta phải chia ra nhiều loại, tức là có không trừ 300, có mới thôi mình trả tiền tới 300. Thì là thường thì đối với nhà máy thép thì bình thường là đến 250 là nhiều, 400 là nhiều, còn ghi thường ra nhiệt từ 100 đến 250 là nhiều. Thì đây là một vài cái hình ảnh ứng dụng của nó. Nhiệt độ cực lớn là ra nhiệt để cái bạc lớn, đây là một dây. Thì mình có thể là nóng cái bạc này cấp kỳ rồi mình lấy ra mà nó chưa cốt, nó là chưa cần phải nóng lắm, chưa chuyển đến. Cái răng co cửa này thì chắc có này như là 3 tấn, nặng cái này trọng lượng của này 3 tấn, nó ra nhiệt để nó họ gắn cái kim cục vào đây. Đây là trong tình huống mà ra nhiệt dùng hai máy cùng lúc, có hai máy ngồi nhau, hai máy nó tự hiểu nhau, tự phân công thằng nào làm trước thì thằng nào làm sau. Trong trường hợp mà đối với nhà máy thì thường thì họ thích mua cái hai cái máy nhỏ, bởi vì đối với các cụm vi các vật liệu bánh răng nhỏ thì nó mới nhiều, mua hai cái nhỏ dùng được ở hai nhiều nơi vị trí khác nhau. Còn nếu mà mua một cái máy lớn thì một chỗ dùng, chỗ kia ngồi chờ. Thế thì khi nào mà cần ra nhiệt cho cái lớn thì hai thằng sắp lại, hiểu là gì đấy, ý tưởng là gì đấy, anh em hiểu không? Tức là đôi khi là mình có rất nhiều các phân xưởng khác nhau thì mua hai cái máy nhỏ cho một hai phân xưởng thì nó dễ hơn là mua một cái máy to, một phân xưởng đang làm, phân xưởng kia phải nghỉ. Thì khi cần đối với trục to thì mình sẽ nối lại không? Tạo ra nhiệt cho cái ca trong cái này cho cái bên cam treo. Cả lỗ nếp rồi hết.
cái dây thì nó còn chịu được. Thì đây là cái dây, đây là dây nhỏ, đây là nhỏ nhất anh nhé. Cái này cho cái máy cầm tay em mở đấy. Có đem một cái máy ra nhìn cầm tay để một lát anh em mua thử. Nhìn cầm tay như này thì cái cầm tay này thì nó công suất của nó chỉ có 1200W thôi, nó lớn hơn cái bằng của dòng mình quan mà là tí hơn. Đây là ra nhìn đối với vòng ghi nhỏ và các cái này là sự kiện 2002 đấy đúng không? Này là sự kiện 2002. Còn cái kia cái to mới là nhìn thêm phải dùng điện ba pha vì nó hút công suất rất lớn. Đây mình hình dây tôi chuẩn lấy bạc ra, lấy cái đầu này và bây giờ gắn cái vòng ghi vào đây một vài các thứ luôn. Đây là đối với tiền đó thì đó là cái chân đỡ này, cái có cái vị trí à tôi nhìn gió mình cũng phải quấn như này. Đây là dây điện còn hai cái máy lớn, đây cái máy lớn này. Bên ngành đường sắt thì ở châu Âu phát triển nhiều, ở châu Á mình chỉ có Trung Quốc với Nhật thôi, và Malaysia hoặc là Singapore, nhưng ở Việt Nam mình thì quá bình thường là đường sắt của mình nó tốt quá, xài hơn 100 năm nay chưa hư, nhận chưa có người ta mất. Ở Việt Nam thì ở đây thì đây là các khách hàng họ đã dùng ở trên thế giới họ dùng nhiều nhất. Ở Việt Nam mình thì có Bình Sơn này, phát ở ngoài cơ sở Vinh Đấu, cơ sở trong Sài Gòn họ có tất cả các máy mà hãng này có, hoặc là dịch vụ cho các cái nhà máy xi măng, nhà máy thép, thép Costco, thép Phú Mỹ gì đó, họ được họ có tất cả các loại máy, hoặc là dịch vụ này chắc là lâu anh em mình đi gặp. Đây là hình ảnh nhà máy lọc dầu Bình Sơn, là ra nhiệt để cho cái trục này, cái này là Super Duplex để tháo cái trục này là mới giao cho họ hồi đầu năm. Cái máy này máy lớn, máy này là 44 kW. Đây là một cái nút dừng khẩn cấp đây, xoay chi tiết nào anh nhiều nó bình quân là bao nhiêu ra nhiệt đấy nó phụ thuộc vào cái
đường kính và cái tiết diện cái loại dây mình có này, trọng lượng đấy, trọng lượng đấy, công suất thì cũng ai em đâu có bình quân đâu mà. Nhưng mà này, hít này, hiểu là như thế này, cái máy để nó ra nhiệt từ cái lúc mà anh bắt đầu anh bấm start cho đến khi nó đạt được cái nhiệt độ anh mong muốn, nó chỉ còn trong vòng 50 phút thôi là maximum, thì theo anh cũng rất nhỏ. Nhưng mà để anh tháo một cái chi tiết ra thì nó phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị của anh. Anh chuẩn bị càng kỹ, càng đầy đủ thì anh tháo càng nhanh. Còn nếu anh chuẩn bị không kỹ thì anh ra nhiệt trong một hồi, nó ra nhiệt đến đó và anh tháo không ra, cái bắt đầu anh bảo không thôi đường này, bơm nhiệt tăng nhiệt độ lên là không được. Anh biết anh em ở đây mình dùng máy ra nhiệt vòng bi là họ bắt đầu cũng có hướng dẫn cho mình về vấn đề ra nhiệt vòng bi không, nó giống y chang ra nhiệt cái vòng bi đó. Tức là cái vấn đề là cái trục đi, anh ra nhiệt cái vòng bi bỏ vào, bắt đầu anh đặt được giả sử là 100 độ, anh bỏ không vào á, anh buồn và anh cảm nó ra, xong đè lên ra nhiệt lên 220 là 120 150 đi, xong anh gắn vào nữa không vào đó, mày hư vòng bi đấy, cháy, không gắn là nó hết. Bởi vì đơn giản là khi anh gắn vào một lần thứ nhất á, nó không vào được á, là nó làm nguội cái vòng vòng bi, nó làm nóng cái trục nở ra rồi. Anh hiểu ý mình không? Không biết là cái quá vòng bi hay là nó vào gắn đấy. Mấy giờ nhiều người họ nói mình thì cũng đây đâu. Nó có chứ. Là phải để nó nguội, anh phải để nó nguội để cho nó co lại ở trạng thái co cứng. Rồi bắt đầu anh mới lại ra nhiệt tiếp. Thế thì thao tình huống thao ra, đối với máy này nó thao ra được thì nó sẽ có tình huống thao ra như thế. Tức là anh ra nhiệt để anh cháo cái này ra. Đầu tiên ra nhiệt 100 độ C, hay là 200 độ C, ví dụ thế cho nó số đẹp. 200 độ C rồi cháo nó không ra. Thôi để cho nó nghỉ ngơi, cho nó nguội hẳn thì bắt đầu mình ra nhiệt tiếp. Chứ nếu mà anh vội vã anh định vướng vào máy, mày quất lên 250 cho tao có mà nó đỏ lên cái kéo nó không ra, cái trục nó nở ra rồi. Anh ơi, anh hiểu không? Anh là gì á? Không được. Thế đó mà lúc mà nó nóng lên đến 200-300 độ C rồi mà anh cố thì anh cảo nó ra là lúc giờ vật liệu nó mềm rồi là cái trục nó xước ấy, nó chảy trục á. Cố ép cho nó ra là nó chảy trục và nó hoặc là cái vòng bi hoặc là cái bàn đàn, cái bên trong tháo ra là cái lòng bên trong là nó chảy rồi. Đi đấy. Đấy, cái đó là liên quan đến kỹ thuật, chắc là họ có chuyên nghiệp. Thế thôi. Đấy. Anh em mình muốn thử thì mình có máy để cho anh em mình thử là cái này. Nếu anh em có cái cục sắt nào không thì mình đang thử cho ông bác. Cục nào đây? Anh em nắm rõ lên luôn. Dạ. Cho em hỏi là ví dụ như khi bên anh bán công ty cái gì này thì có tích hợp luôn cả cái bộ đồ giá bạn em ấy, thì đấy là tránh cho mình bỏ cái này coi chừng đấy đồ chuyên dụng. Thế nên mà mua là phải tự trang bị đúng không? Trang bị, nhưng mà hãng họ cũng sẽ tư vấn được, hoặc là như mình biết được cái tình huống của anh nào, có thể tư vấn cho anh nên chế đồ gái như nào, anh mua đồ gì để phục vụ cho việc tháo ra đấy thì vẫn được, chứ nó không có tình huống cố định. Thế nên là hãng họ không bao giờ họ làm được. Nhưng mà hãng có rất là nhiều cảo, các loại cảo anh em có thể tra, có rất là nhiều loại cảo từ lớn đến nhỏ, nhiều kiểu khác nhau.